Hành trình săn ong của hôm nay anh em mình là sẽ đi tìm một tổ ong đất vàng nhá. Hôm nọ thì mình cũng đến đây trời mưa ấy, thì mình không đi tìm được. Và mình cũng test là ong nó đã bay vào trong khe suối này nhá. Hôm nay thì Lỡ Vĩ Ú với bác Triệu lại ba chú cháu mình lại đi hành trình tìm kiếm tổ ong này nhá. Người hãy theo dõi video Lợ và cùng Lợ đi trải nghiệm tìm cái tổ ong đất này nhá mọi người nhá. Mọi người đến đây thì U đã soi khoảng trống này nhá, thì đã thấy ong nó bay lên ở trên này nhá. Mình nghĩ chắc chắn là tổ ong này là ở trên này thôi, nhưng mà không biết là nó có phát triển mạnh hay không nhá. Chỗ này thì ong bay rất là nhiều, còn bay cao hơn những cành cây, những cây to to ở trên này ấy. Tổ ong này thì nó chắc ở trên cao. Đến đây thì hai chú chó mình sắp thấy tổ ong nhá. Đây là chú ong rất là giỏi luôn. Người đến vượt suối này nhá, ong đã bay lên trên này nhá. Đây con suối thăm nước rất đẹp, nước ở đây rất là trong nhá, mà nước đây thì mát lắm, lạc lắm, không tắm được đâu mọi người ạ. Mọi người chỉ có trời nắng tắm được thôi, trời ấm u này tắm biết bị ốm mọi người, rất là lạnh luôn. Đến đây thì tổ ong nó bay lên nhá, bay lên trên kia nhá mọi người ạ, bay lên trên đỉnh đồi rồi. Chỗ này chắc chắn em mình lên đấy thấy là bay nhiều lắm không ạ, ong bay còn cao hơn mấy cái cây cao cao thế này nhá, nên là mà bị thổi qua lên ấy, thì là nó sẽ không nhìn thấy ong. Mình nhìn ngòm nhìn ấy, nhìn thấy nhá mọi người nhá, ong nào bay lên trên nhá. Con cú nước rất là to, rất là to. Cung cú hổ uýnh tên mà toàn đi đoạn, toàn đi treo, toàn đi đoạn này. Đó, đây này. Trò đất ra rất là nhiều luôn. Đất này, có một sải đất này. Không nhiều lắm mà. Không được, không được, không
còn rất là đẹp luôn ạ. Nấm này thì ăn được nhé mọi người nhá. Này ít quá. Nhìn ra hai nấm này thì rất là ngon. Nó ăn rất là giòn nhưng mà nấm này thì nó không có nhiều mới đâu. Mình phải cảm thấy cái nấm nó non thế này thì nó mới ngon nhá. Còn đi rừng này thì có rất nhiều loại nấm. Mà mình biết loại nào thành ăn thì mình sẽ hái nhé. Nếu mà mình không chắc chắn thì mình được hái nhé. Bởi vì có rất nhiều nấm độc mọi người ạ. Hôm nay thì vừa có ong vừa có nấm rồi. Chú chó mình quá may rồi. Cái kia có một quả. Được một bát to. Ừ, tủ bà. Ừ, chắc tầm một bát thôi, tủ ăn rồi. Mình có suối rất là sâu mọi người ạ. Chú mình đã qua được suối rồi nhá. Đây có con thác rất là đẹp. Đẹp đấy mọi người ơi. Rất là mát. Sâu lắm rồi. Ây da. Nhiều ong đây nhá. Quá ngon luôn ạ. Lộ hai mơm nhá. Lộ hai mơm nhá. Dạ. Lờ mời mọi người cùng anh em mình thưởng thức nhiều ong nhé. Anh em mình đã đến đây chung vui cùng gia đình. Vui lắm, chờ chờ lắm này. Nó lộ hàng với rất là mình cũng căng giọng rất là ngon này. Còn 18 tiền lên. Ăn cho mà là. Quá ngon đây, thằng bằng nó đang giỏi nhất tim tim của mình đây. Hai thợ ong đây này. Chào người nhá. À hôm của bạn đây. Đây, đây là cái nấm anh em mình hái nhé. Hôm nay ạ. Cho người xem nhé. Nấm rất là ngon luôn rồi ạ. Nấm có nấm đỏ sọc rất là đẹp. Nấm ngon. Nói hết bác.